Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Xship.vn. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, Xship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen đã được Xship.vn nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối. Và đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì trong quá khứ, khi mà xu hướng chủ đạo của đồng hồ di động là đồng hồ bỏ túi nhập khẩu, thì chiếc đồng hồ bỏ túi tại Nhật Bản được phát triển vào năm 1924 bởi người tiền nhiệm của Citizen là viện nghiên cứu đồng hồ Shokosa. Và nó đã trở thành sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Citizen. Chiếc đồng hồ đầu tiên của thương hiệu được đặt tên là Citizen bởi bá tước Shinbei Goto, ông là thị trưởng Tokyo vào thời điểm đó, với hy vọng rằng là nó sẽ được người dân yêu thích trong một thời gian dài. Và sau đó tên của chiếc đồng hồ này đã được đổi thành tên công ty, và đến năm 1930, Citizen Watch Corporation đã được thành lập. Và kể từ khi thành lập, dựa trên khẩu hiệu là Better Start Now, tức là tốt hơn ngay bây giờ, thì Citizen đã luôn nghiên cứu và phát triển các khả năng của đồng hồ, chẳng hạn như là công nghệ quang điện đầu tiên trên thế giới Ecoride và đồng hồ sóng vô tuyến vệ tinh tiên tiến. Citizen cũng đã kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2018 để tiếp tục mở ra một cái tương lai rực rỡ của ngành chế tác đồng hồ. Thì đó là những cái thông tin ngắn gọn và tổng quan nhất về thương hiệu này. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nằm bên trong hộp nhé. Thì bên ngoài chiếc bóp chính thì chúng ta sẽ có một lớp bìa giấy như thế này, được thiết kế với tông màu đen khá là giống với bóp chính bên trong. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Bên trong thì nắp hộp chúng ta sẽ có một lớp trần bông rất là êm và tên thương hiệu nằm ở trung tâm cực kỳ nổi bật luôn. Và đây là nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng đến từ Citizen, rất là nhỏ gọn thôi ha. Mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra. Đây các bạn, mới 100% luôn. Tất cả các chi tiết đều còn mới hoàn hảo như các bạn có thể thấy nè. Đây, dây đeo nha. Và đây là phần tác sản phẩm. Thì mẫu Citizen ngày hôm nay sẽ có tên đầy đủ là Citizen World Time Ecoride Main Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới sử dụng của máy Ecoride đến từ bộ sưu tập World Time của Citizen. Và chúng ta sẽ có mã chi tiết cho mẫu này là BX1008-12E, sử dụng của máy Ecoride Caliber E784 đến từ chính Citizen. Và phía sau tác thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu. Rồi, một chiếc tác khá là đơn giản ha. Thì mã sản phẩm này mình cũng có để dưới tên video, cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại xship.vn. Chi tiết đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn trên mẫu này đó chính là về đường kính. Đường kính cho mẫu đồng hồ nam ngày hôm nay sẽ là 41mm. Nó sẽ phù hợp với những bạn nam có cổ tay khoảng tầm 17cm, lên tay sẽ cực kỳ phù hợp. Độ dày ở mẫu này sẽ là 10mm, một cái độ dày tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ dành cho nam giới. Về phần kính thì chúng ta sẽ được sử dụng kính sapphire, mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao. Mặt số và khả năng hiển thị thì nó vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trên những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước tuyệt vời nhất. Ở đây là mình nói tuyệt vời nhất chứ không phải tuyệt đối các bạn nha. Trong một số trường hợp đặc biệt thì kính sapphire vẫn có thể xảy ra trầy xước. Ví dụ như một cái trường hợp mà thường thấy và phổ biến nhất đó là khi các bạn đi biển. Mà nếu các bạn vô tình để cho phần mặt kính này nó chà sát quá nhiều lần với phần cát biển thì vẫn có thể xảy ra trầy xước nha. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý kỹ vấn đề này. Về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có tông màu đen chủ đạo. Đây một tông màu rất là nam tính và sang trọng trên các mẫu đồng hồ. Về thiết kế phần mặt số các bạn sẽ thấy đầu tiên là những cái họa tiết. Chúng ta sẽ có hình họa tiết của một quả địa cầu nằm ở bên trong lòng trong của phần mặt số các bạn nhé. Này rất là ấn tượng luôn. Đặc trưng của bộ sưu tập World Time cho chúng ta một cái nhìn rất là hiện đại cũng như là nó rất là cuốn hút ở trên phần mặt số này. Kết hợp với đó chúng ta sẽ có dạng cọc số là dạng cọc đơn được mạ BVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Và đây cũng là cái tông màu chủ đạo cho toàn bộ phần khung vỏ. Bộ kim chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng chính là giờ, phút, giây. Và trên phần cọc số cũng như là bộ kim chúng ta đều sẽ có một cái lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng rất là tốt. Để sử dụng tốt nhất cũng như là sạc đầy cho cái lớp phủ này thì các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời khoảng tầm 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy. Và khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất là rõ ràng, sáng lên một cách rực rỡ cho các bạn đọc thời gian một cách nó dễ dàng nhất nhé. Rồi, đó là về phần thiết kế tổng thể ha, về phần mặt số. Về vật liệu hoàn thiện thì chúng ta sẽ có nè, từ đây, khung vỏ vành benzen đều sẽ là thép không gỉ 316L và được mạ cái lớp BVD màu vàng hồng rất là sang trọng. Chế tác đánh bóng sẽ được sử dụng hai bên phần thân vỏ cũng như là thân vành benzen tạo nên cái nét bóng bẩy sang trọng và các hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn khác nhau. Phần lớp cũng như là phần mặt vành benzen chúng ta sẽ có chế tác phay xước giữ lại cái nét nam tính mạnh mẽ và cứng cáp hơn cho mẫu đồng hồ. Và bên trong thì chúng ta sẽ được trang bị cổ máy Ecoride
có tên là E784, có độ chính xác khá là cao, nó sử dụng liên tục được trong 6 đến 8 tháng khi các bạn sạc đầy nhé. Và các bạn thì chỉ nên sạc khoảng mỗi ngày 30 phút thôi, trong khoảng 12 tiếng liên tục thì nó sẽ có thể sạc đầy được cái tấm pin bên trong. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần phơi nắng khoảng tầm 30 phút nhé. Rồi, các bạn lưu ý vấn đề này, chúng ta không nên sạc quá lâu, nó ảnh hưởng đến những cái linh kiện bên trong, nó sẽ nóng quá các bạn. Và cái năng lượng hiệu quả nhất vẫn là năng lượng ánh sáng mặt trời các bạn nhé. Mình cũng đã test một số cái trường hợp về ánh đèn hoặc là ánh đèn flash của điện thoại vân vân, những cái ánh đèn ánh sáng nhân tạo, nhưng mà hầu như là nó cũng không sạc được quá nhiều, cũng như không có hiệu quả bằng cái việc chúng ta sạc dưới ánh nắng mặt trời. Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân mình chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Kháng nước trên mẫu này chúng ta sẽ có là 50 m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Và cùng với đó, ở trên phần nấm của chúng ta cũng có 2G chống bắn tia nước nè, để tối đa hóa hơn cái khả năng kháng nước. Tuy nhiên thì nấm vặn của chúng ta vẫn là nấm kéo đẩy, tức là nấm boost đó các bạn. Nó nằm ở mức kháng nước cơ bản thôi, không phải là giống các dạng đồng hồ thể thao. Chúng ta sẽ có một cái trang bị nấm drill down, tức là nấm vặn xoắn, thì nó sẽ tối đa hóa được khả năng kháng nước hơn rất là nhiều cho mẫu sản phẩm. Còn đây là một mẫu đồng hồ thời trang, cho nên các bạn cần phải lưu ý kỹ vấn đề này nhé. Nước thì sẽ rất hay là thường xuyên xâm nhập vào máy của chúng ta qua cái đường nấm này nè. Do thói quen sử dụng hàng ngày của chúng ta sử dụng sai cách thì dẫn đến việc đồng hồ sẽ bị vào nước. Mình cũng lưu ý luôn là khi mà đồng hồ chúng ta đã ướt rồi, nó đã có dấu hiệu là tiếp xúc với nước rồi, thì các bạn tuyệt đối nhớ kỹ là không thao tác bất kỳ điều gì với phần nấm vặn nha. Đó là cái điều rất là nguy hiểm khi mà các bạn thấy là nước nó đọng ở kẽ nấm nào mình không kiểm soát được, và các bạn sử dụng nấm trong thời điểm đó nó sẽ dẫn nước vào bên trong máy của chúng ta qua cái đường cúp ti của nấm. Rồi đó, trường hợp thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay thì tuyệt đối chúng ta không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp nha, và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần nấm vặn này rất là nguy hiểm luôn. Vì áp lực nước lúc đó rất là lớn, đó là áp lực nước đang chảy, và nước có thể bị áp lực đó đẩy thẳng vào bên trong máy gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ thì thường khá là cao, nên các bạn cần phải lưu ý kỹ để thứ nhất là chúng ta đảm bảo được cái độ bền bỉ sự tin cậy đến từ cỗ máy bên trong, thứ hai là tiết kiệm chi phí chính bản thân mình, cái điều đó là quan trọng nhất nha. Rồi tiếp tục đi đến những thông tin trên phần mặt số. Đầu tiên là tên thương hiệu, chúng ta vẫn thấy là họ đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có tên bộ máy cũng như tên bộ sưu tập luôn, EcoRite World Time. Và ô cửa sổ lịch ngày thì vẫn nằm ở góc 3 giờ truyền thống với nền màu đen nhé, và chữ số màu trắng. Tuy nhiên thì mình thấy theo quan điểm cá nhân thì nó sẽ hơi tiệp màu một chút xíu. Họ muốn đồng bộ hơn cái màu sắc trên mặt số, nhưng mà góc nó cũng lại mang một cái trở ngại, đó là chúng ta sẽ quan sát lịch ngày nó hơi khó một chút xíu nha. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy được cái chữ số hơn. Nếu mà họ làm nền màu trắng và chữ số màu đen thì sẽ dễ đọc hơn rất là nhiều. Thì đây là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn đây thì nó mang lại cái nét thẩm mỹ cao hơn cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Và nói một chút xíu về cỗ máy EcoRite, thì đây là một cái công nghệ độc quyền của Citizen. Nó thân thiện với môi trường sinh thái của chúng ta. Đồng hồ EcoRite thì nó hoạt động bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào, cả tự nhiên và cả nhân tạo. Tuy nhiên thì mình nói chia sẻ lúc nãy đó, thì ánh sáng mặt trời vẫn là nguồn năng lượng tốt nhất. Và năng lượng được sạc đầy khi mà đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng, khi được nạp đủ năng lượng thì đồng hồ có thể duy trì hoạt động trong điều kiện thiếu sáng từ 6 đến 8 tháng, rất là lâu. Và năng lượng sẽ được tích trữ trong một cái viên pin đặc biệt có tuổi thọ là đến 6 đến 10 năm. Cho nên là các bạn không cần phải thay pin thường xuyên. Do đó thì chúng ta cũng hạn chế được cái lượng pin thải ra môi trường rất là lớn nha. Thì đây là cái ưu điểm rất là nổi bật của cỗ máy EcoRite đến từ Citizen. Và trên đồng hồ này chúng ta sẽ có chức năng Summon Time, hay còn gọi là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, Daylight Saving Time đó các bạn, viết tắt là DST. Và chúng ta sẽ thấy ở đây nè, SMT, họ ghi ở đây SMT có nghĩa là cái tên gọi tiếng Anh là Summer Morning Time đó các bạn. Đó, và chúng ta sẽ có thể on off nó, bật tắt chức năng này ha. Thì đây là cái chức năng hiện giờ thì áp dụng với các quốc gia ở gần hai đầu cực, với đặc điểm là ngày dài hơn đêm vào mùa hè, từ 13 đến 14 tiếng. Nên chức năng này sẽ có nhiệm vụ là tự động điều chỉnh giờ ban ngày dài hơn để phù hợp với thời gian tại vị trí địa lý đó. Đó, bạn hiểu là đơn giản là vậy ha. Rồi, chức năng này thì hoạt động bằng cách tự động điều chỉnh thời gian trên đồng hồ sớm hơn 1 giờ so với giờ tiêu chuẩn trong các tháng mùa hè, và tự động điều chỉnh lại vào mùa thu để có thể tận dụng tốt hơn cái ánh sáng tự nhiên ban ngày. Thì đó là đối với một số cái quốc gia mà nó có cái khung giờ Summer Time này. Điều quan trọng cần lưu ý là Summer Time thì nó sẽ có khác biệt đôi chút giữa các quốc gia và không có quy chuẩn chung cho cái múi giờ đặc biệt này. Ví dụ như ở hầu hết các bang của Hoa Kỳ thì đồng hồ được đặt nhanh hơn 1 giờ vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 3 và điều chỉnh lại vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Thì đó, nó sẽ có những cái đặc điểm như thế. Rồi, ở Việt Nam chúng ta thì không phải lo lắng cái vấn đề này, nên chúng ta có thể off cái chức năng này đi.
Rồi, đó là về phần thông tin về mặt số. Về vật liệu tiếp theo đó chính là về dây đeo. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị dây đeo da rất là trẻ trung, thanh lịch với da bò dập vân cá sấu như thế này. Đây các bạn sẽ thấy, và đường chỉ sẽ là đường chỉ trắng. Nó tạo nên cái nét nổi bật hơn trên cổ tay của nam giới. Dây đeo da thì nó mang lại cái trải nghiệm đeo rất là nhẹ nhàng, cảm giác ấm và ôm tay hơn cho người đeo. Tuy nhiên thì vật liệu da thì nó luôn bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc là do mồ hôi tay của người đeo, là mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như là giữ gìn cái phần dây đeo da này cần tỉ mỉ hơn khá là nhiều so với các loại vật liệu khác. Và khóa được sử dụng ở đây là khóa tiêu chuẩn của Citizen, được khắc tên thương hiệu ngay trên phần mặt khóa luôn các bạn, rất là sắc nét, tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu cho mỗi đồng hồ của chúng ta. Phía sau dây chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu Citizen và size dây luôn nha các bạn, 22. Và bên đây chúng ta sẽ có là chất liệu dây Genuine Leather. Thì nói một chút xíu về chất liệu này thì đây không phải là 100% da thật, mà nó có pha thêm một số cái phụ liệu để tăng thêm độ bền cho dây đeo. Tuy nhiên thì với tỷ lệ da rất là cao thì nó vẫn được xếp vào hàng da thật các bạn nha. Và các bạn sẽ thấy nó rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu luôn, không chỉ riêng Citizen. Phía sau này đây là một cái lớp hút ẩm nè. Đó, và nó sẽ chống dị ứng để có thể tất cả mọi người đều đeo được. Và tại vì có rất là nhiều bạn bị dị ứng với da cho nên là các hãng họ phải làm cái lớp chống dị ứng như thế này, thì nhưng mà nó đổi lại cái độ bền của dây đeo nó sẽ thấp hơn. Có nghĩa là các bạn sử dụng khoảng trong 6 tới 12 tháng thì các bạn phải bắt buộc thay dây đeo nha, vì nó sẽ bắt đầu bị mục nè, và cũng như là tạo mùi hôi, nó rất là khó chịu. Về thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kín rồi, rất là quen thuộc ha. Và cùng với đó là những cái thông tin mình chia sẻ thì nó cũng được thể hiện phía dưới này khá là nhiều. Đầu tiên là logo biểu tượng của EcoRide, đây hình quả địa cầu nè, Citizen EcoRide, này là cái mà thương hiệu rất là tự hào. Và phía trên này là tên công ty Citizen Watch Corporation, khả năng kháng nước là 53 nè, 50m. Của máy đến từ Nhật Bản, thì cụ thể hơn đến từ chính Citizen luôn. Và tên bộ máy E784 nè, kính được kính Sapphire và base stainless steel, tức là vật liệu thép không gỉ nha các bạn. Và sau cùng là đây chính là số series, đây giống như một cái căn cước công dân cho mỗi chiếc đồng hồ Citizen vậy, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nha các bạn. Rồi, đó là những cái thông tin có bên dưới phần mặt đáy. Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước ha. Phía trên phần khung vỏ nè, vành benzen, mặt kính cũng như là dây đeo, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái vô cùng hoàn hảo, mới 100%. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung, cũng như là mẫu Citizen World Time BX1008-12E ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.